Vòng chung kết UEFA Euro 2024 trận tập mới và số tập mới trên TSC. Quý vị xin kính chào quý vị. Vâng thưa quý vị, 51 trận đấu với một màn thi đấu ấn tượng cùng các sôi động trên sân cỏ và cũng như trên khắp cả đất nước, và tất cả khán giả trên cả nước đang rất vui mừng khi đến với vòng chung kết UEFA Euro 2024 diễn ra tại Đức. Và ngày hôm nay thì trên màn hình của quý vị đây là các nhóm bảng đấu trong cái khung khổ vòng chung kết UEFA Euro 2024 tại Đức. Chúng tôi xin phép đọc sau đó. Bảng A gồm có đại diện chủ nhà là Đức, Scotland, Hungary, Switzerland, hay còn nói tiếng Việt là Thụy Sĩ. Bảng B gồm có Tây Ban Nha, Croatia, Italy, Ý, Albania. Bảng C, Slovenia, Denmark, Serbia, England. Bảng D gồm Poland, Netherlands, Austria, France, và Pháp. Bảng E gồm Belgium, Slovakia, Romania, Ukraine. Bảng F gồm có Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Portugal của Pháp và Serbia của Cộng hòa Séc. Và ở trong này 15 tháng 6 sẽ diễn ra các trận đấu gồm sau. Gồm bảng A là lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 6 giữa đội tuyển chủ nhà Đức và đội tuyển Scotland. Vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 6 là đội tuyển Hungary và đội Thụy Sĩ. Và 23 giờ sẽ là đội giữa Tây Ban Nha và Croatia. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh cũng như đã đưa ra sóng bản quyền của đài mình, và mong quý vị hãy chú ý lắng nghe. Và những diễn biến mới nhất về vòng chung kết UEFA Euro 2024 sẽ được TSC cập nhật và giới thiệu quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị hãy chú ý lắng xem. Còn bây giờ, quý vị xin kính chào tạm biệt.